Chào tất cả các bạn. Các bạn thích xe, các bạn tham mê xe, các bạn ghiền xe, các bạn thích đi phượt, các bạn nào mà cùng chung đam mê của mình đó các bạn. Thì hôm nay mình sau chuyến đi An Giang các bạn, về mình rửa xe. Thì rửa xe thì nó quen thuộc quá rồi, mình không có review các bạn. Chủ yếu là mình đem chiếc Honda CB Venza 150. Sau mình lưu kho lâu ngày quá thì mình xịt sơ lại các bạn cho nó sạch sẽ. Thì mình sẽ có cái chuyến mini phượt Sài Gòn Tây Ninh các bạn. Sáng đi chiều về. Thì chiếc Venza này thì nó đẹp các bạn. Nó phong cách nó lịch lãm. Nó hợp với cái lứa tuổi mà U60 của mình. Nó hợp những người mà trung niên và lớn tuổi các bạn. Nhưng mà nó đi phượt, đi đường trường thì nó không bằng chiếc Winner 150. Nó cùng một cái phân khúc các bạn. Tức là phân khối nó ngang bằng nhau, nhưng mà cái sức ngựa đó, sức kéo các bạn. Thì cái con Venza này nó có 11 con ngựa thôi. Thì trong khi cái thằng Winner đó, nó tới 15 con ngựa các bạn. Thì từ cái thời cổ đại mà người ta sử dụng ngựa để làm cái phương tiện giao thông đó, sau này những nhà phát minh bác học người ta phát minh ra cái dòng động cơ máy nổ đốt trong. Thì trong đó là nó có cái xe ô tô và xe máy các bạn. Thì cái dòng động cơ mà người ta phát triển, người ta phát minh ra đó, thì ta căn cứ theo cái con ngựa kéo xe đó các bạn. Ví dụ cái xe ngựa đó là 2 ngựa hoặc là 4 ngựa, thì ta dùng cái, người ta tính theo cái sức kéo của cái con ngựa mà kéo cái cổ xe đó đi, thì ta đặt vô cho cái mặc định cho cái dòng máy nổ, dòng xe máy, xe ô tô các bạn. Thì nếu mà tính theo con ngựa đó thì cái thằng Venza này nó có 11 con ngựa thôi, mà trong khi thằng Winner nó tới 15 con ngựa đó. Nó khác nhau cái chỗ đó các bạn, là tức là cái sức kéo đó. Sức kéo của cái thằng Venza này nó yếu hơn. Thì nó, nếu mà đi đường trường á thì nó cũng đủ lực để mà nó đi các bạn. Nó là cũng đi đường trường rất là tốt, rất là bền, rất là có cái hậu. Nhưng mà khi mà các bạn vượt xe tải hay là vượt những cái xe trước mặt mình á, thì cái động cơ nó ít con ngựa hơn á, nó yếu hơn. Mình vượt nó không có được ngọt các bạn. Nhiều khi chiếc xe tải nó chạy trước mặt của mình là khoảng 50-60 km/h, thì cái xe mình gia tốc lên phải 80-90 thì mình vượt mới ngọt được. Giờ khi mình vượt qua thì mình sẽ giảm tốc. Mà nó yếu quá thì khi mà mình đang ở cái vận tốc 50 thì mình kéo lên 80-90 thì nó rất là chậm. Mình vượt chiếc xe nó khó chỗ đó đó các bạn. Chứ nếu mà đường trường nó có chớn rồi thì nó chạy cũng khá là tốt. Thì số thì nó có 5 cấp số thôi các bạn. Thì cũng tương đối là tốt chứ cũng không đến nổi. Thì Winner thì nó là 6 số. Thì đường trường nó sẽ có cái hậu tốt hơn. Do đó là những cái chuyến đi phượt của mình á, như Sài Gòn miền Tây hay là Sài Gòn Tây Bắc, hay là mình đi Đà Nẵng rồi, những cái chuyến hành trình xa đó, thì thường mình đi chiếc Winner. Thì Winner mình chuyên để đi phượt các bạn. Còn chiếc Venza thì nói chung là để làm cảnh thôi. Cà phê, cà pháo, rồi đi Vũng Tàu, rồi gần gần cái mini rồi các bạn. Những cái chuyến trong ngày rồi đó thì nó phù hợp hơn. Thì bây giờ mình cũng giới thiệu sơ cho các bạn chiếc Venza là nó như vậy. Thì cái mẫu xe này nó có lâu rồi các bạn. Thì kênh YouTube thì nó cũng review rất là nhiều. Do đó mình không có nói thêm. Nhưng mà mình chỉ nói về cái vấn đề mà cái công sức của nó khi mà đi phượt đường trường thôi. Nó gia tốc nó kém hơn cái thằng Winner. Thì đi thì cái phong cách nó thuộc về cái dòng S các bạn. Thì nó cũng ngồi thoải mái. Những cái dòng Sport thì ngồi nó phải khum về phía trước thì đi đường xa nó mệt. Còn riêng về những cái dòng S, dòng cui á, thì mình đi nó rất là thoải mái. Cho những cái dòng xe mà thể thao đó các bạn.
thì mình xịt sơ là các bạn, đậu lại lâu ngày thì nó bụi bẩn quá. Ở đây để cho mình coi cái xe Winner của mình đây nha. Chiếc Winner của mình đang rửa, đang phơi nắng các bạn. Còn đây là chiếc Winner nè. Đó. Chiếc Winner này thì lưu kho là nhiều. Nó sẵn dịp làm ra mình xịt để lâu nó bụi dữ lắm các bạn, bụi bẩn nè. Đó. Bụi dữ lắm. Đây là gắn cái hai cái đèn chạy sáng mua trên Shopee các bạn. Kiểu nó dạng biểu gắn chơi vui thôi chứ nó không có sáng gì mấy. Cái này là zin. Cái xe này cũng ít đi các bạn. Do đó là xe này vẫn còn khô. Sau đó là nó cũng còn sạch sẽ nhưng mà bụi bẩn á, mình xịt. Thì ở đây mình cũng có gắn cái thùng này các bạn, cái thùng này thì nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn cái thùng của thằng mình gắn chiếc Winner, nó nhỏ gọn các bạn. Nó vừa chiếc xe đẹp á. Các bạn thấy chiếc xe này nó cái thùng nó căng xứng. Nó không có to các bạn. Nó không có to. Cái diện vậy là thùng này thì nó có 26 lít rồi các bạn. Cái thùng mình gắn chiếc Winner nó tới 36 lít. Đó, mình quay sơ chiếc cái này là nó thiết kế là cái dạng như là nửa cổ điển mà nửa tân thời các bạn. Đó, nửa này nửa kia, đầu đèn thì nó tròn cái kiểu cổ điển. Nhưng mà dáng bình xăng lại là xịt trộm thể thao theo kiểu tân thời. Đó. Cái này là giữa hai cái phân khúc mà Lexus và dòng hiện đại nha các bạn. Đó, thì tới đây mình tắt video các bạn. Mình sẽ xịt rửa sơ. Sạch, cho sạch bụi thôi các bạn. Rồi sau đó mình sẽ có cái chuyến mini phượt. Mà các bạn cùng đồng hành với mình cho vui nha. Chào tạm biệt các bạn.